thế là chúng ta đã chính thức bước vào năm Giáp Thìn 2024, một năm bắt đầu cho vận chính khởi từ 2024 đến 2043. Mến chúc cả nhà mình một năm mới khai vận với thật nhiều may mắn, phúc lộc dồi dào, vạn sự hanh thông, an ninh khang thái, đại phú đại quý. Và nhất là tiền vào cửa trước mà vàng vào cửa sau, nhanh vô đầy két. Thật sự chứ ngồi viết thoại cho đoạn clip này sau khi mình cúng giao thừa xong cũng như dựng clip rồi đó, bây giờ đồng hồ đã điểm 2 giờ rồi. Thực sự mình cũng rất vui và hạnh phúc khi được sự tin yêu và ủng hộ của cả nhà trên mạng tấp tấp này. Yes! Mình vô cùng trân trọng và cảm ơn sự yêu thương của tất cả các tình yêu rất là nhiều luôn á. Và trước thềm năm mới, mình cũng mong sao cho công việc bán hàng tiếp thị liên kết trên nền tảng tấp tấp này của mình sẽ không ngừng phát triển, và bản thân mình cũng sẽ không ngừng cố gắng học hỏi để hoàn thiện hơn nữa, cũng như là tạo thêm nhiều sự phong phú cho gian hàng nho nhỏ của mình trên TikTok. Và cũng rất mong tất cả những anh chị em, các bạn đi trước luôn thành công rực rỡ, và đặc biệt là những anh chị em nào đang chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm về lĩnh vực tiếp thị liên kết cho những người mới như tụi mình, luôn luôn nhiều sức khỏe, công việc hanh thông, nghìn đơn mỗi tháng nhé. Mình biết ơn những người thầy đã chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm ở trên nền tảng top top này. Ví dụ như bạn Nguyễn Đình Quang, đặc biệt là bạn Coi Shop đã hỗ trợ cho mình hết mình trong những ngày đầu. Và còn rất nhiều những bạn khác mà vô tình mình lướt top top, mình thấy họ chia sẻ và mình vào mình học hỏi để có được một ngày hôm nay, dù là những bước sơ khai mới bắt đầu và con đường phía trước vẫn còn nhiều thử thách, nỗ lực và chông gai. Yes! Thông điệp của mình: biết ơn vũ trụ, đấng tối cao, biết ơn gia đình, biết ơn cuộc sống, biết ơn fan, đặc biệt là biết ơn đồng tiền yêu quý.